Như vậy là chúng ta thấy là cái đặc điểm khác biệt ở đây phải không ạ? Các bạn hình dung thì một cái vé xổ số nó sẽ có những điểm khác biệt như nào? Thì ở trong này chúng ta thấy là tòa đã cho rằng là cái hai cái mẫu vé này nó sẽ khác biệt với nhau. Mẫu xổ số của kiến thiết miền Bắc thì chúng ta thấy là nó phân biệt cái phần cuốn vé và phần vé. Khi chúng ta mua một cái tờ vé số thì chúng ta sẽ đưa cái phần cho người mua và cái phần cuốn người ta sẽ giữ lại, một cái điểm khác biệt như vậy. Tiếp theo là cái ô hàng để mua tùy chọn cặp số đó, thì chúng ta thấy là cũng rất là khác nhau khi người mua chọn cố định hay là khác biệt đó. Thì đây là một trong những cái điều mà tòa án đã dựa vào để xác định là cái đây là không có cái hành vi xâm phạm quyền tác giả đó. Và vì những lý do như thế thì tòa án đã đưa ra những cái quyết định như trên và xử là không chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Ninh về cái việc này. Rồi như vậy tóm lại thì cái vấn đề này thì chúng ta thấy là không có cái hành vi xâm phạm ở đây. Tuy nhiên thì các bạn sẽ phân tích về những cái quy định. Đầu tiên có phải là đối tượng của quyền sở trí tuệ không thì chúng ta sẽ xem ở điều 14 đấy của luật sở trí tuệ để sẽ chứng minh rằng dựa vào những cái lý thuyết chúng ta đã học, chúng ta chứng minh rằng cái đối tượng của cái quyền sở trí tuệ là gì và cái tấm vé số này nó thuộc cái đối tượng nào. Tiếp theo là cái hành vi xâm phạm thì chúng ta xác định xem có hành vi xâm phạm không. Nếu có thì chúng ta nói có, nếu không thì chúng ta nói không. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là chứng minh phản chứng, có nhiều phương pháp logic trong chứng minh. Thì nếu mà chứng minh có hành vi xâm phạm thì phải đáp ứng những cái điều kiện gì? Từ những yếu tố bla 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 đó thì chúng ta sẽ kết luận là nó không có hành vi xâm phạm. Rồi như vậy thì chúng ta xác định xem đồng ý với quan điểm của tòa không. Như vậy các em phải lên Google, các em search xem là cái mẫu vé số như thế nào để chúng ta xem xét bằng quan điểm của chúng ta. Thì đây chúng ta thấy là giảng viên sẽ không chấm đúng hay sai nhưng mà chấm đến cái lập luận của các em thôi. Các em nhớ lại những cái đặc điểm của quyền tác giả về tính nguyên gốc, về cái bảo hộ tự động và tất cả những cái đặc điểm đó để chúng ta chứng minh xem là gì có đồng ý với quan điểm của tòa không. Và cuối cùng đó là những cái căn cứ bồi thường thiệt hại nếu có. Như vậy đây chúng ta cũng có thể chứng minh pháp phản chứng. Như vậy nếu bồi thường thì bồi thường như thế nào, mà nếu không bồi thường thì bồi thường như thế nào Thì đó là tất cả những nội dung của bản án số 43/2019 này. Xin cảm ơn các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm những cái tài liệu tham khảo khác. Các bạn có thể tìm cách rất là dễ dàng, để chúng ta có thể tham khảo thêm trong cái việc phân tích cũng như học tập những cái phương pháp về cái bình luận án này. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.